Hello mọi người, lại là mình đây, Trang nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nhìn tiêu đề của video thì các bạn cũng đã biết đây sẽ là một vlog du lịch. Và cái vlog này nó rất là đặc biệt với mình luôn, vì đây là lần đầu tiên mình được bay quốc tế mọi người ạ. Trong khi bạn bè channel đã bay đi bay lại bay khắp nơi trên thế giới, thì đây là lần đầu tiên mà mình được bay một chuyến bay đường dài quốc tế như thế này. Nhưng mà trước tiên quay trở lại điểm xuất phát của hành trình để xem chuyến du lịch của mình bắt đầu như thế nào nhé. Bây giờ là tầm 10 giờ rưỡi và mình đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục để xuất cảnh và di chuyển ra phòng chờ để chuẩn bị lên tàu bay. Chuyến bay của mình là của hãng Emirates, bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dubai và sẽ mất khoảng 7 tiếng. Khoang hành khách vô cùng rộng rãi và chỗ ngồi thì cũng rất là thoải mái. Đây là ghế của mình 15J. Tiện ích thì cũng sẽ giống như những chuyến bay đường dài khác, là sẽ có một cái màn hình để mọi người có thể xem TV, nghe nhạc, và hành khách mỗi người sẽ được phát một cái tai nghe, một cái chăn và một cái gối nhỏ. Trước chuyến bay thì mình đã tải sẵn trên Netflix mấy bộ phim mà dạo này mình đang xem, để có thể là vừa xem phim ở trên máy bay, tại vì mấy bộ phim ở trên máy bay thì mình cũng không có hợp gu lắm. Sau khoảng 30 phút hay 1 tiếng gì đấy thì tụi mình sẽ được phục vụ bữa tối, và đây là bữa ăn trên máy bay. Rất là nhiều món nha, mà thật sự thì món chính không có hợp khẩu vị mình lắm, nhưng mà cũng muốn quay cho mọi người xem. Bữa tối của mình ngày hôm nay là mực xào rau củ cà ri mọi người ạ. Mặc dù chưa tới Dubai nhưng mà đã ăn cà ri rồi nha, là thấy cái mùi là không hợp khẩu vị rồi đó. Bên cạnh đó thì mình có thêm một cái phần gỏi nhìn khá là giống gỏi đu đủ Thái Lan á, nhưng mà tất nhiên là nó không có mùi như vậy rồi. Ăn kèm với đó là bánh mì này, kẹo và một ít đồ ăn tráng miệng đi kèm. Nói chung là đồ tráng miệng thì ngon, còn đồ ăn chính thì chán lắm. Và vì cũng có kinh nghiệm vài lần đi máy bay cho nên là mình cũng thủ sẵn thêm đồ skincare, tại vì cái máy lạnh ở trên máy bay nó rất là kinh khủng nha mọi người. Lại còn bay đường dài 7 tiếng nữa cho nên bây giờ mình sẽ skincare và đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ như thế này giúp da mình bổ sung đủ ấm để mà mấy tiếng tiếp theo là da nó không có bị khô và bong tróc. Bây giờ thì tận hưởng chuyến bay tới Dubai thôi. Đây nha mọi người, thấy cái line hành lý của máy bay mình đi nè. Cái line lấy vali rất là to, rất là rộng nhưng mà cũng rất là vắng vẻ luôn. Bình thường cái lúc mình đi lấy hành lý ở sân bay, cái đoạn này là rất là đông nè. Và mình đã có vali. Bây giờ thì mình đang ở sân bay Dubai. Đây được mệnh danh là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới. Ngoài việc là ở Dubai đón rất là nhiều khách du lịch hàng năm, thì đây cũng là một cái điểm trung chuyển để mà mọi người đi các nước châu Âu ấy, thì cũng thường là trung chuyển ở Dubai rất là nhiều. Và bây giờ là mới 4 giờ sáng cho nên là chưa đông đúc lắm. Mình nghĩ là một lát nữa sẽ đông đúc hơn, còn bây giờ thì khá là yên tĩnh và sạch sẽ vắng vẻ. Sau khi rời khỏi sân bay thì tụi mình đã về tới khách sạn rồi nè, và đây là khách sạn mình sẽ ở trong những ngày sắp tới, Asiana Hotel. Và bây giờ thì đang chờ mọi người đánh răng rửa mặt thay đồ để đi ăn sáng, và sau đó sẽ là bắt đầu tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Dubai, và mình sẽ cho mọi người xem buổi sáng ở đây nó chill, nó đẹp lắm. Lúc mà mọi người thấy trên internet ấy, Dubai là một cái gì đó rất là sang chảnh rồi hiện đại đúng không, nhưng mà vẫn có những cái góc Dubai nó rất là cổ kính và nó cũng rất là bình thường thôi. Sẽ cho mọi người xem mang đậm chất Trung Đông luôn. Mình thấy là suốt dọc đường đi cái kiểu nhà mà có màu vàng như thế này rất là nhiều luôn. Bên này cũng vậy nha. Rất là mang đậm đặc trưng của những cái vùng Ả Rập ấy. Buổi sáng thì tụi mình sẽ ăn sáng ngay tại khách sạn luôn. Và cái khách sạn này là theo phong cách châu Á. Khách ở đây thì mình để ý chủ yếu cũng là người Hàn, người Trung, Nhật và Việt Nam là nhiều. Cho nên là cái menu nó cũng sẽ có những cái món kiểu châu Á đặc trưng như là kim chi này chẳng hạn, chứ không quá là đặc trưng của phong cách ẩm thực Trung Đông đâu. Sáng nay từ xa thấy chim bay, thấy nó lãng mạn, nó cũng xinh đẹp lắm. Giờ nhìn gần mới phát hiện ra là quả nha. Đó, nãy giờ thấy cái xứ sở này, cái vùng đất này nó bay qua mấy con toàn quả không. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình. Hiện tại ở Dubai bây giờ đang là mùa đẹp nhất, nhiệt độ sẽ tầm khoảng 32-33 độ cho thời điểm nóng nhất trong ngày. Còn ở những cái mùa nóng hơn nha, nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C luôn á. Và lúc này thì tụi mình đang đi tới Burj Khalifa, là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến hiện tại luôn á. Và ở trong cái Burj Khalifa này sẽ có thêm một cái Dubai Mall, cũng là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Cho mọi người xem thành phố Dubai buổi sáng nha. Ngoài việc nằm trong tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa thì Dubai Mall cũng đang là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới luôn.
Và trời ơi, lúc mà tới Dubai, xong khi mà tìm hiểu những cái địa điểm tham quan du lịch ở Dubai thì mình mới thấy là cái đất nước này nè, người ta rất là tham vọng luôn. Cái trữ lượng dầu mỏ của người ta so với các nước trong khối UAE thì không phải là quá nhiều, không nhiều nha. Nhưng mà khi mà người ta xác định là cái trữ lượng dầu mỏ nó bắt đầu là vơi bớt đi rồi thì có thể là sẽ cạn trong tương lai, thì người ta bắt đầu lấn sang cái lĩnh vực là du lịch. Và hoàn toàn những cái địa điểm du lịch ở Dubai mà mọi người tìm hiểu như là Burj Khalifa này, hay là khu Old Dubai, Aship, hay là những cái chỗ bảo tàng tương lai chẳng hạn vân vân. Đấy, thì đều là những cái chỗ mà con người tự xây dựng lên. Tại vì người ta xác định du lịch là một trong những là cột trụ kinh tế của Dubai, cho nên là người ta đã làm ra những cái công trình nó vĩ đại và nó kiểu kinh đáng kinh ngạc đến như vậy luôn ấy. Trời ơi, rất là ngưỡng mộ nha, rất là ngưỡng mộ cái tầm nhìn và cái suy nghĩ này luôn ấy. Tụi mình tới Dubai Mall ấy thì tầm này là 9 giờ kém và có thể thấy là nó khá vắng vẻ. Đấy, và các cửa hàng cũng chưa mở luôn. Thường thì ở đây á, các cửa hàng nhiều khi là 10 giờ, 11 giờ mới mở cũng nên luôn á. Và đóng cửa thì 9 giờ đóng cửa rồi. Nó sống chiêu lắm. Nhưng mà hôm nay thì mục đích chính là đi lên Burj Khalifa, lên tòa nhà cao nhất thế giới. Dubai Mall thì chắc là tối sẽ quay lại. Và trên tay mình là tấm vé để tham quan tầng 124, 125 của Burj Khalifa. Đây là vị quốc vương của Dubai, người đã có tầm nhìn và dẫn dắt đất nước Dubai trở thành một đất nước mà gọi là xa hoa và giàu có bậc nhất thế giới bây giờ luôn á. Trong cái đường để mà đi lên tòa tháp ấy thì tụi mình sẽ được xem cái hành trình xây dựng và những cái thành tựu của Burj Khalifa. Có một điều đặc biệt nha. Trời ơi, cái tòa nhà này cao 163 tầng. Những cái tầng ở tầng dưới thì do máy móc có thể vệ sinh, nhưng mà những tầng cao nhất của tòa tháp hoàn toàn là do con người lau dọn bên ngoài nha. Trời ơi, một cái công việc mà gọi là không phải ai cũng làm được luôn á mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta đang ở tầng 124 của Burj Khalifa. Wow. Đây là chỗ mà bé con chị Trinh Phạm thích đây đúng không? Cảm giác như đang trong một bộ phim kiểu viễn tưởng á mọi người, một bộ phim gì đó không có thật. Cái chỗ Dubai thực sự không có thật nha. Dubai không có thật. Mọi người nhìn nè. Amazing. Từ Burj Khalifa nhìn xuống thì chúng ta cũng có thể thấy được là đây, trước đây chỉ phải vài chục năm trước thôi, Dubai là như thế này nè mọi người, là một cái sa mạc, một cái sa mạc cằn cỗi như thế này. Nhưng mà chỉ trong vài năm thôi đã vươn lên được một thành phố mà gọi là xa xỉ và nó tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới luôn ý. Tất cả mọi người lên tòa nhà cao nhất thế giới chỉ là để có thể là ngồi như thế này thôi nè. Đấy, ngồi sau đó chụp cái clip đi sau đấy. Tính ra không nói lại nghĩ là Landmark 81 mà mọi người. Cảm giác ở đây rất là giống Landmark 81. Hoặc là bây giờ thì mình sẽ đi bộ lên tòa 125 nhé. Xem là trên 125 nó có gì đặc biệt hơn không. Trên đây thì mát mẻ hơn. Ở thì ngoài này là cái ban công view ra. Đây, lúc nãy mọi người đứng chụp ảnh ở dưới này nè. Còn trên đây. Trước khi lên tới đây thì mọi người sẽ được đi qua một cái hành lang ghi lại cái quá trình để mà xây dựng Burj Khalifa. Và trời ơi, tòa nhà này xây dựng từ 2005 và đến 2010 là đã đưa vào hoạt động rồi. Tức là chỉ mất 5 năm để xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới, trong khi các nước khác có thể mất được từ mười mấy đến hai mươi mấy năm thì mới xây được một tòa nhà như vậy. Đúng là tiền không phải là tất cả, nhưng mà có tiền thì có thể làm được tất cả nha mọi người. Ở trong Dubai Mall ấy thì mọi người cũng có thể ghé thăm một cái địa điểm rất là đẹp, đó chính là một cái bể cá. Và tất nhiên thì bể cá ở trong tòa nhà khổng lồ không thể nào mà bình thường được. Này là bể cá đó nha, chứ không phải là bể hải dương học nha. Trời ơi, nó to lắm mọi người ơi. Con này ở ngoài rất là to. Trời ơi, làm được mấy dĩa cá hấp cả làng anh không hết. Kiểu học sinh đi tham quan này dễ thương lắm. Oh my god.
Trời ơi, sao cái ghê. Trời sao đi ghê quá. Trời ơi, đáng sợ quá. Cá mập nè mọi người. Sao người ta có thể sáng tác cái bài mà cá mập sẽ đu dễ thương như vậy với một cái con cá nó đáng sợ như vậy ta? Rời khỏi Burj Khalifa thì tụi mình sẽ di chuyển đến một khu vực hoàn toàn khác so với sự xa hoa của Dubai, đó chính là khu phố cổ Bastakia. Đây là một cái khu phố cổ mà tái hiện lại cuộc sống, những cái nét văn hóa đặc trưng đặc biệt nhất của người dân ở khu vực Trung Đông ở thế kỷ trước. Và đây cũng là địa điểm mà mình muốn tới nhất trong cái chuyến hành trình ở Dubai này, tại vì mình cũng rất là muốn khám phá những cái nét đặc trưng về văn hóa. Thì ở cái khu phố cổ này là một cái điểm tuyệt vời và mọi người nên ghé thăm nếu mà tới Dubai nha. Bây giờ thì tụi mình đang ở trong khu phố cổ. Đây là một cái khu phố tái dựng lại cái không khí sinh hoạt của người dân Ả Rập thời xưa. Đấy, mọi người có thể thấy, trời ơi, chỗ này rất là đẹp luôn á. Siêu đẹp nha. Và từ ngày xưa thì người dân ở Dubai nói riêng và khu vực Ả Rập nói chung thì là chủ yếu là làm du mục thôi. Nhưng mà từ cuộc sống du mục như vậy mà người ta có thể thay đổi và xây dựng nên một cái đế chế như thế này. Đây, người ta đang tái hiện lại cuộc sống du mục ngày xưa, bếp ở ngoài trời như thế này và mọi người sẽ sống trong những cái lán trại. Đấy, sống trong lán trại, cuộc sống lán trại như vậy. Và người ta ăn uống chứ không có uống rượu nha. Và người dân đạo hồi ấy, thì đặc biệt là không có bia rượu. Rất là hay. Trời ơi, quá đẹp luôn á. Bên kia là một con chim ưng á mọi người. Con chim ưng này á, để mà quen hơi người ấy, thì người nuôi nó sẽ phải buộc mỏ của nó lại, chứ không là nó sẽ rất là dữ. Ở trong khu phố cổ này, mọi người sẽ thấy là kiểu nhà hồi xưa của người Ả Rập. Đây, mình sẽ cho mọi người coi cái này rất là hay nha. Là ở những ngôi nhà cổ này sẽ có hai cánh cửa, một cái cánh cửa lớn và một cái cánh cửa nhỏ. Và cái cánh cửa lớn này nè là sẽ dành cho người đàn ông, còn cánh cửa nhỏ này sẽ dành cho phụ nữ. Tại vì sao biết không? Là vì hồi xưa khi mà phụ nữ phải mang mạng che mặt ấy mọi người, tức là người phụ nữ không được lộ mặt ra, thì khi mà khách tới nhà người ta gõ cái cửa này thì người phụ nữ ở trong nhà sẽ biết là một người khách nữ tới, thì sẽ không cần phải đeo mạng che mặt. Nhưng mà nếu người đàn ông gõ cái cửa này thì người phụ nữ trong nhà sẽ biết là cái người khách tới là người đàn ông và phải đeo mạng che mặt lên. Đó là một cái rất là hay trong cái kiến trúc của hồi xưa nha. Ok. Rồi tới miền Tây luôn. Nãy là vô phố cổ Hội An, còn bây giờ là về miền Tây nha. Đây là một cái bến phà cũ. Thì hồi xưa người dân ở đây á, người ta sống chủ yếu bằng nghề, ngoài là du mục ra nha, thì bên bờ của con lạch này á, thì người dân sống bằng nghề đánh bắt và lặn để mò ngọc trai á. Cho nên là những cái con bên bờ sông nó có những cái bến thuyền như thế này rất là nhiều. Hay lắm, không có phao luôn. Rồi nhưng mà rất là mát mẻ nha. Được cái là bây giờ là 12 giờ hơn rồi, không hết mát rồi, xin lỗi hết mát rồi. Lạch Dubai là một cái eo nước mạnh tự nhiên bắt nguồn từ vịnh Ả Rập. Hồi xưa là một cái nơi giao thương buôn bán giữa Ấn Độ và Châu Phi. Còn bây giờ nơi đây thu hút khách du lịch thì mọi người có thể đi những cái thuyền của Abra như mình hoặc là đi xe taxi. Còn bây giờ thì tụi mình đang đi thuyền như thế này. Và di chuyển những cái thuyền này thì giá nó cũng khá là rẻ. Theo mình tìm hiểu thì tầm 1 đến 2 dirham gì đấy. Và bây giờ thì tụi mình sẽ di chuyển qua bên kia của phố cổ để mà tới chợ vàng và chợ gia vị. Và bây giờ thì mình đang có mặt ở trong chợ vàng. Nhắc tới đi Dubai á, ai cũng nói mình là đi mua vàng nha. Nghĩ đến Dubai là nghĩ đến vàng rồi, thì đây chắc chắn là tới Dubai không thể nào mà không thể tới chợ vàng được. Và đây giống như là linh vật trấn chợ vậy đó. Ai tới đây cũng phải check in với lại cái này. Đây là cái nhẫn vàng khổng lồ. Đây là cái nhẫn vàng được Guinness ghi nhận là cái nhẫn lớn nhất thế giới. Đó. Cái này bao nhiêu tiền không biết nữa. Rồi, ngoài này là rất là nhiều những cái sản phẩm vàng chế tác này mọi người. Theo như mình tìm hiểu nha, thì vàng ở đây á, mọi người mua làm quà, mua kỷ niệm cho vui thì cũng ok thôi. Chứ vàng thì đa số là vàng non. Như vàng ở Việt Nam mình trụng thì là vàng 24K đúng không? Còn vàng ở đây chỉ là 18 đến 22K thôi. Và cái công lớn nhất mà để cái giá của nó ngang bằng với giá vàng thế giới á, là cái công chế tác. Đây, để chế tác những cái vòng cổ hay là những cái vòng tay rất là cầu kỳ như thế này.
thì cái cung này không thể nào tính hết được. Nhắc đến chợ vàng ở Dubai là chắc chắn là mọi người đều rất là trầm trồ rồi, nhưng mà mình thì phải trầm trồ thêm một cái khác nữa. Ngoài việc là giàu lên nhờ vàng đen á, tức là dầu mỏ, thì chính quyền Dubai cũng đang miễn thuế nhập khẩu vàng vào đất nước này. Nhờ vậy mà ước tính là có khoảng 20-40% trữ lượng vàng toàn cầu hàng năm sẽ phải đi qua Dubai. Và nhờ vậy mà vàng cũng trở thành một cái biểu tượng của đất nước này luôn. Và khách du lịch khi mà tới chợ vàng thì đều được dặn là phải trả giá. Tại vì á, mọi người khi mà mua vàng ở đây thì có thể trả giá xuống khoảng 30% giá trị. Và nếu mà bạn nào mà trả giá mạnh tay thì còn được giảm nhiều hơn nữa. Và vì ở đây đang phát triển du lịch cho nên là các bạn có thể vào những cửa hàng vàng này và thử các loại trang sức một cách thoải mái. Người ta không có ý kiến hay là không hề có thái độ gì cả đâu. Đáng lẽ là mình sẽ dẫn mọi người đi thêm chợ gia vị để xem nữa, nhưng mà lúc này điện thoại của mình sập nguồn hết pin mọi người ạ. Cho nên là mình phải lên xe để sạc điện thoại và sau đó là đi ăn trưa. Buổi trưa thì tụi mình ăn ở một nhà hàng Trung Quốc và đồ ăn thì cũng bình thường, không ngon lắm. Sau đó thì cả đoàn được về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thay đồ để mà quay trở lại phố cổ tại vì mình quá mê nơi này luôn. Sau khi mà đi vô chợ vàng và chợ gia vị xong là điện thoại mình tắt nguồn luôn. Thế là mình phải về nhà để mà sạc điện thoại thì lúc này thì mới có thể quay tiếp nè mọi người ơi. Buổi chiều thì tụi mình được nhận phòng khách sạn và sau đó tắm rửa sơ. Bây giờ thì mình có 30 phút trước khi bắt đầu qua địa điểm tiếp theo. Nhưng mà có một địa điểm ở trong phố cũ mình chưa đi và mình rất là muốn đi. Thế nên là bây giờ mình đang kiếm. Ta-da! Và mình đã tới Starbucks. Tại sao mà tới Dubai phải tới Starbucks á? Là mọi người nhìn xem cái Starbucks này mọi người sẽ hiểu. Điều đặc biệt là ở đây tất cả những cái bánh đều nó sẽ ghi calorie. Cái này Việt Nam cũng nên sớm thực hiện đi ạ. 480 đó, nhìn thấy làm hết muốn mua liền luôn. Mình sẽ mua cái 380 calorie đấy. Thank you. Cái Starbucks này cực kỳ hay luôn á. Và giống như là một địa điểm check in mà mọi người khi mà tới Dubai hay là tới Oship phố Bakia thì đều sẽ check in ở đây. Vì ở đây order có rất là nhiều người châu Á, cho nên là mỗi lần nhân viên đọc tên đó mọi người đều sẽ kiểu cúi xuống và nhìn xem cái ly đó nó viết gì. Bây giờ mình chỉ còn 5 phút để rời khỏi đây thôi để về nhập lại cùng với đoàn. Mà trời ơi mọi người ơi, nhìn xem cái view này nè. Oh my god. Đây là view buổi chiều ngồi uống Starbucks bên bờ hồ Dubai. Amazing. Wow. Rồi và ai nói là ở Dubai có nhiều siêu xe đâu. Trời ơi, mình căng mắt để mà tìm dọc đường nhưng mà siêu xe thì có thể nói là đếm lên đầu ngón tay mà thôi. Trước khi tới Dubai thì mình có tải về hai cái app là Carem và Uber. Carem là một ứng dụng đặt xe có thể nói là phổ biến nhất ở Dubai luôn. Mà mình thì quen thuộc với Uber hơn cho nên là dùng Uber là chính. Siêu xe thì ít nhưng mà xe hạng sang thì cũng khá là nhiều. Hai lần mình đặt Uber thì đều được Lexus đón nha. À, thêm một cái nữa, siêu xe thì cũng chưa gặp nhưng mà kẹt xe thì gặp rất nhiều nha. Chỉ cần là giờ cao điểm thì là kẹt xe rất là dài và phải di chuyển rất là lâu. Cũng vì kẹt xe cho nên là mình trễ đoàn và không thể tham quan được Palm Jumeirah, cái đảo cọ nhân tạo lớn nhất ở Dubai. Rất là tiếc luôn, cho nên là về khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi thôi.